Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có thể coi là dự án lớn nhất từ trước đến nay của ngành đường sắt nước ta. Khi đó, chúng ta có thể nghĩ đến việc ăn phở ở Hà Nội vào buổi sáng, ăn cơm tấm Sài Gòn vào buổi trưa. Thậm chí là tổng thời gian di chuyển và chờ đợi còn nhanh hơn một số chuyến bay bị delay không rõ nguyên nhân mà ta vẫn hay thường gặp. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam được đề xuất đầu tư với chiều dài là 1.541 km, quy mô đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng thiết kế với tốc độ 350 km/h, bố trí tổng cộng 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến này sẽ bắt đầu từ Hà Nội, cụ thể là ga Ngọc Hồi, đi qua tổng cộng là 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là tại ga Thủ Thiêm. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến đầu tư với chiều dài kết cấu gồm có 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất. Đó là những ước tính ban đầu. Về lựa chọn tốc độ thiết kế, tốc độ 350 km được lựa chọn vì đây được coi là tốc độ phù hợp với các tuyến có chiều dài từ 800 km trở lên như tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam của nước ta, lại tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, qua rà soát phương án đầu tư, sơ bộ xác định tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ, tương ứng khoảng 43,69 triệu đô la Mỹ trên 1 km chiều dài. Đây là mức trung bình so với một số tuyến đường sắt tốc độ cao ở trên thế giới có cùng giải tốc độ khai thác khi quy đổi về thời điểm hiện tại về tỷ giá tiền. Về phương án huy động vốn đầu tư dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất huy động ngân sách trung ương bố trí theo các chu kỳ trung hạn, nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nguồn vốn góp của các địa phương, nguồn vốn huy động có chi phí thấp, ít ràng buộc, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm. Và tuyến đường sắt này không chỉ để phục vụ dân sinh bình thường, để có thể chở các loại hàng hóa khi cần thiết và hàng hóa đặc chủng phục vụ quốc phòng an ninh khi có tình huống khẩn cấp. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được xây dựng với tải trọng trục là 22,5 tấn trên trục. 350 km/h, tốc độ mới sẽ nhanh ra sao? Nếu tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam đạt đúng tốc độ 350 km/h như dự kiến, đây sẽ là một cú nhảy vọt đáng kể so với tốc độ 50 đến 60 km/h của đường sắt hiện nay. Bạn sẽ chỉ mất khoảng 5-6 giờ để đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với việc bạn ngồi trên máy bay di chuyển tính cả thời gian check-in và chờ đợi. Đây sẽ là một bước tiến lớn, đặc biệt khi so sánh với chuyến tàu hiện tại mất hơn 30 giờ. Giờ hãy tưởng tượng, với tốc độ này, bạn có thể đi từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi sáng hoặc chiều, nhanh như chớp mắt so với hiện nay. Tất nhiên là rất nhanh so với tốc độ hiện nay của Việt Nam, còn so với các nước khác thì sao? Hãy nhìn sang Nhật Bản với hệ thống Shinkansen. Nhật Bản nổi tiếng với hệ thống này. Tốc độ trung bình của các tuyến tàu Shinkansen là khoảng 300 km/h và một số tuyến mới có thể đạt vận tốc 320 km/h, thậm chí là cao hơn. Với tốc độ này, từ Tokyo đến Osaka khoảng 500 km cũng chỉ mất khoảng trên dưới 2 tiếng di chuyển. Nếu tuyến cao tốc Bắc Nam ở Việt Nam đạt 350 km/h, nó sẽ ngang tầm với Shinkansen, thậm chí là nhanh hơn một chút. Ở châu Âu, Pháp nổi tiếng với hệ thống TGV. Đây là một trong những quốc gia châu Âu tiên phong về tàu cao tốc với hệ thống này. Tàu TGV của Pháp thường đạt vận tốc 320 km/h, có thể đưa bạn từ Paris đến Lyon, tức là khoảng cách 450 km chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ. Với tốc độ 350 km/h của đường sắt cao tốc Bắc Nam, bạn sẽ di chuyển nhanh hơn cả hệ thống tàu của Pháp. Ngay bên cạnh Việt Nam, đó là Trung Quốc. Trung Quốc là một ông lớn trong lĩnh vực đường sắt cao tốc với mạng lưới trải dài khắp cả nước. Tàu của Trung Quốc có thể đạt vận tốc 350 km/h, tương đương với mục tiêu của Việt Nam. Đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải khoảng 1.300 km chỉ mất khoảng 4 giờ, gần giống với thời gian dự kiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam nếu được hoàn thành. Điều này đặt Việt Nam vào vị thế không thua kém về tốc độ khi so sánh với một trong những hệ thống đường sắt cao tốc hàng đầu trên thế giới. Bạn sẽ bước lên tàu cao tốc ở Hà Nội vào lúc 6 giờ sáng, mở laptop từ túi của mình ra, đặt lên bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ, ngắm phong cảnh, lướt qua bàn phím thật nhanh. 12 giờ trưa, bạn đã tới thành phố Hồ Chí Minh, kịp ăn trưa và tham dự vào một cuộc họp đầu giờ chiều. Không có chuyện mệt mỏi với hành trình kéo dài hay phải ngủ qua đêm trên tàu như hiện nay.
bạn sẽ cảm thấy như đang cưỡi một chú ngựa sắt chạy băng xuyên suốt đất nước của mình. Để có cái nhìn rõ hơn, có thể so sánh với vận tốc của xe ô tô. Một chuyến đi từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô mất khoảng 30 đến 35 tiếng nếu không dừng nghỉ nhiều. Ngay cả khi bạn chạy trên cao tốc, tốc độ trung bình của ô tô thì trên dưới 100 km/h, có những đoạn từ 80 cho đến 100 km/h mà thôi. Nếu mà di chuyển bằng tàu cao tốc với vận tốc 350 km/h thì sẽ nhanh gấp khoảng 4 lần so với đi ô tô, gần như là tiết kiệm cả một ngày di chuyển. Tóm lại, với tốc độ 350 km/h, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ giúp việc đi lại nhanh chóng, hiệu quả và thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí có thể sánh ngang với hệ thống tàu cao tốc hàng đầu trên thế giới. Tuyến này sẽ mở ra cơ hội giao thông vận tải hiện đại, không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn giúp Việt Nam tiến gần hơn tới các quốc gia phát triển về hệ thống hạ tầng giao thông. Nhưng có một băn khoăn lớn được nhiều người đặt ra, đó là việc dự án này cần phải đầu tư rất nhiều tiền. Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã rà soát phương án đầu tư, sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, quy mô đầu tư, tham khảo suất đầu tư các dự án đường sắt tốc độ cao đã và đang triển khai trên thế giới, xác định được rằng tổng mức đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số khổng lồ mà quy ra tiền Việt thì rất khó để đánh số không. Con số này tương ứng với 1/7 GDP của cả nước. Nói cách khác, nếu Việt Nam dành toàn bộ 1/7 thu nhập của cả nước trong một năm để làm tuyến đường sắt này thì cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể trang trải, mới có thể thu hồi được số tiền khổng lồ đó. Hiểu một cách đơn giản hơn nữa, nếu coi GDP của Việt Nam như một chiếc bánh chưng chia làm 7 phần thì phải mất riêng một phần làm đường sắt này rồi. Thử so sánh với một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới về GDP so với mức đầu tư dự án đường sắt cao tốc của Việt Nam, thì con số 67,34 tỷ đô la Mỹ thậm chí lớn hơn GDP của Macau trong vòng một năm, lớn gấp đôi GDP của Iceland, một quốc gia phát triển tại châu Âu, lớn gấp rưỡi GDP của Campuchia và gấp 4,5 lần GDP của Lào. Và đó chỉ là tính riêng dự án tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam này thôi. Tại sao làm đường sắt cao tốc lại đắt vậy? Làm đường sắt cao tốc, nói cho dễ hiểu, giống như bạn muốn xây dựng một đường siêu tốc cho tàu lửa chạy nhanh như gió. Mà tất nhiên đây không phải là chuyện dễ dàng, vì phải có tiền, có công nghệ và rất nhiều thứ phức tạp khác. Mình không phải là một chuyên gia về kỹ thuật nên không thể giải thích một cách cặn kẽ và chi tiết ở đây. Cái khó của nó không chỉ nằm ở việc bạn có đủ tiền hay không, mà còn liên quan đến việc làm sao để xây cho đúng, vận hành cho hiệu quả, làm sao để mang lại lợi ích lâu dài. Hãy nhìn sang những nước đã làm. Nhật Bản khi xây dựng tuyến Shinkansen đầu tiên vào năm 1964, họ đã chi khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đó là thời giá của năm 1964. Đến bây giờ thì chắc chắn giá trị này quy đổi đã khác đi rất nhiều. Ai có thể giúp mình hay không? Đến nay, Shinkansen đã trở thành một biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Nhưng chi phí duy trì và mở rộng hệ thống này cũng đã lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Gần đây hơn thì có Trung Quốc. Trung Quốc từ năm 2008 đến nay đã chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ để xây dựng mạng lưới hơn 38.000 km đường sắt cao tốc, một con số khổng lồ, tương ứng với chu vi của trái đất. Nhưng bù lại, họ đã phát triển được một hệ thống hiện đại và kết nối mạnh mẽ. Nhiều người nghĩ rằng cứ có tiền là được, hoàn toàn sai, không phải cứ có tiền là làm được. Vì xây đường sắt cao tốc cần công nghệ tiên tiến. Đường ray phải được thiết kế cực kỳ chắc chắn và chính xác. Tàu phải hiện đại, về hệ thống điều khiển phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, vì tốc độ lên đến 350 km/h. Trung Quốc ban đầu không tự làm được. Họ phải nhập công nghệ từ Nhật, từ Pháp và cả tới Đức. Sau đó họ mới phát triển công nghệ riêng. Giờ đây họ đã có tàu riêng chạy tới 350 km/h, một trong những tàu cao tốc nhanh nhất trên thế giới. Ở Pháp, hệ thống của họ cũng rất thành công, nhưng để vận hành và duy trì nó, Pháp phải đầu tư rất nhiều vào công nghệ và bảo trì hàng năm. Điều nữa khiến cho đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ là một dự án đắt đỏ bởi vì nó liên quan đến quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Đường sắt cao tốc không chỉ là bản vẽ và cứ thế áp ở dưới mặt bằng là làm được. Bạn cần phải giải phóng mặt bằng, di dời dân cư, xây dựng cầu, đường hầm qua núi. Nhiều đoạn đường đồi núi như ở miền Trung của nước ta tất nhiên là sẽ rất khó xây, và việc này không chỉ tốn tiền mà còn tốn thời gian. Địa hình khí hậu của Việt Nam thì bạn cũng biết rồi, rất phức tạp từ Bắc vào Nam, có đồi, có sông, thời tiết thì thất thường. Những điều này đòi hỏi công nghệ đặc biệt và chi phí xây dựng lớn hơn. Ví dụ ở Nhật Bản cũng có một địa hình phức tạp giống như Việt Nam.
họ phải đào nhiều đường hầm xuyên núi để xây dựng hệ thống Shinkansen, làm đội giá dự án lên rất cao. Tuy nhiên sau khi hoàn thành, tàu của họ có thể chạy xuyên qua dãy núi với tốc độ cao mà vẫn đảm bảo an toàn. Có tiền, có công nghệ rồi, nhưng điều quan trọng đặc biệt và điều đặc biệt quan trọng chính là con người. Để làm và vận hành đường sắt cao tốc, phải có một đội ngũ kỹ sư giỏi, đội ngũ công nhân lành nghề và người vận hành được đào tạo cực kỳ chi tiết. Điều này thì không phải một sớm một chiều mà đến, mà đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm và liên tục học hỏi, cập nhật công nghệ mới. Trung Quốc ban đầu thì họ cũng không có người để tự làm. Ban đầu Trung Quốc phải thuê chuyên gia nước ngoài để đào tạo đội ngũ nhân sự. Sau đó khi đã thành thạo công nghệ, Trung Quốc mới tự phát triển đội ngũ kỹ sư của mình. Nhật Bản cũng thế, Nhật Bản cũng liên tục đầu tư vào việc đào tạo nhân lực cho hệ thống Shinkansen của họ, giúp hệ thống của họ luôn hoạt động rất mượt và hiệu quả. Rõ ràng, với Việt Nam, làm đường sắt cao tốc sẽ mang lại nhiều lợi ích, giúp di chuyển nhanh hơn, giúp phát triển kinh tế, ai cũng nhìn thấy điều đó. Nhưng chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn. Tiền ở đâu ra, làm sao để xây nhanh mà hiệu quả, công nghệ nào thì phù hợp. Những điều này đòi hỏi phải đặt ra những sự cân nhắc rất kỹ lưỡng. Nếu thành công, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ là một bước tiến nhảy vọt, giúp Việt Nam hiện đại hóa hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển du lịch. Nhưng để làm được, Việt Nam cũng cần học rất nhiều kinh nghiệm từ các nước, đồng thời phải có một chiến lược rõ ràng bền vững. Nhưng trước khi dự án này chính thức được hình thành, thì chúng ta vẫn phải làm quen với hệ thống đường sắt không cao tốc, hệ thống được xây dựng từ thời của người Pháp. Hiện tại, nếu bạn muốn đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa, hãy chuẩn bị tâm lý là sẽ mất khoảng 30 cho đến 35 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu. Nói dễ hiểu thì đây giống như một chuyến hành trình băng qua giải đất hình chữ S từ đầu đến cuối, mất hơn một ngày ở trên tàu. Đó là lý do vì sao người ta hay nói đùa rằng đi tàu từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh không khác gì việc nằm dài mà ngắm cảnh cả nước, ngắm chán ngắm chê rồi mới đến nơi. Để dễ hình dung, tốc độ trung bình của các chuyến tàu Bắc Nam hiện nay chỉ khoảng 50 đến 60 cây số một giờ. Tức là nếu bạn cưỡi một chiếc xe máy chạy đều đều từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh cũng chẳng chậm hơn là bao. Vừa chạy vừa dừng lại uống cà phê, ngắm cảnh ở những vùng quê yên bình trên bạn đi. Và bạn có thể đến thành phố Hồ Chí Minh trong một quãng thời gian gần như tương tự. Hiện nay đường sắt Việt Nam có tàu nhanh và tàu thường. Tàu nhanh còn gọi là tàu SE. Những chuyến tàu như là SE1, SE2, SE3 hay là SE4. Đây là loại tàu nhanh nhất trên tuyến này, vẫn phải mất từ 30 cho đến 32 tiếng. Tàu SE ít dừng hơn, chạy liên tục qua nhiều ga nhỏ, nhưng dẫu vậy cũng không thoát khỏi cảnh chạy thong thả bởi vì hạ tầng đường sắt cũng còn rất là cũ. Tàu TN là tàu thường. Tàu này thì dành cho những người muốn tiết kiệm hoặc là tàu nhanh đã hết vé. Và đây là lúc bạn cần chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình dài hơn, lâu hơn, khoảng 35 đến 40 tiếng. Và tàu TN thì dừng nhiều hơn, không chỉ ở các ga lớn mà còn ở những ga nhỏ khuất nẻo cũng sẽ dừng lại. Lúc này thì bạn có thể xuất phát từ Hà Nội buổi sáng, ngồi trên tàu ngắm cảnh miền Bắc qua miền Trung đầy nắng và gió, rồi kết thúc ngày đầu tiên khi bạn còn đang đâu đó ở gần Huế. Khi bạn thức dậy vào sáng hôm sau, tàu vẫn tiếp tục bò chậm rãi đến Đà Nẵng, Nha Trang, rồi đến khuya mới đến thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có một điểm cộng, đó là bạn có thể ngắm thoải mái những cảnh quan của đất nước. Có rất nhiều lý do để tuyến đường sắt Bắc Nam hiện nay đang phải chạy thong thả như vậy. Đường ray hiện tại chủ yếu là đường đơn, tức là tàu phải dừng chờ ở nhiều đoạn để nhường đường cho tàu khác. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng đường sắt đã cũ, không thể chịu được tốc độ cao hơn. Nên dù có gọi là tàu nhanh thì so với các nước phát triển, vẫn là tàu chậm. Hy vọng rằng với những so sánh thú vị này, bạn đã có một cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam, một dự án đang trên đà hình thành. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới, đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.